Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân làm trưởng đoàn. Buổi làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm về thủ tục cải cách hành chính của tỉnh Long An với tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Quảng Nam về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công BAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CBI và tình hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh BCI của tỉnh xếp hạng 3 trên 63 tỉnh thành, tăng một bậc so với năm 2017. Chỉ số BABI xếp thứ 35 trên 63. Để có được những kết quả trên, tỉnh Long An luôn tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chỉ số qua từng năm với nhiều giải pháp cụ thể. Đồng thời thực hiện rà soát đánh giá thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đánh giá cao về nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh Long An trong thời gian qua. Những nỗ lực này được công nhận qua chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh BCI. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Long An luôn nằm trong nhóm tốt. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ấn tượng về tình hình thu ngân sách của tỉnh Long An trong năm 2018 với hơn 14.800 tỷ. Cũng trong buổi làm việc, hai tỉnh Long An và Quảng Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp nâng cao các chỉ số về thủ tục cải cách hành chính năm 2019 như kế hoạch thực hiện, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp.